Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Connect. Connect là động từ, có nghĩa là gắn kết, kết nối hay liên hệ, thường được dùng với giới từ to hay with. Danh từ của connect là connection. Mỹ và phương Tây vốn là những đồng minh thân cận của nhau, nhưng mối liên hệ giữa họ, ít nhất là vào thời điểm này, đang có dấu hiệu rạn nứt. Vì sao? Mời bạn theo dõi. There are problems with connections between the United States and the European Union. The problems follow news reports that America's National Security Agency has been spying on foreign leaders, including leaders of some top U.S. allies. Never spy on your friends. Europeans have warned the United States that spying between friends was simply not acceptable. It seems that some kind of connections may actually lead to disconnections. Mối quan hệ giữa Mỹ và các nước đồng minh phương Tây đang bị thử thách khi tin tức mới được tiết lộ cho biết Cơ quan An ninh Quốc gia của Mỹ theo dõi các nhà lãnh đạo châu Âu, và châu Âu đã lên tiếng cảnh báo Mỹ là hành động này không thể chấp nhận được. To spy on somebody something có nghĩa là lén lút theo dõi, do thám ai hay cái gì. Ally là đồng minh, và acceptable là có thể chấp nhận được. Thổ Nhĩ Kỳ là cửa ngõ nối liền châu Âu và châu Á, và sự nối kết này nay còn dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ công trình sau đây. How about this connection? The city of Istanbul, Turkey, which is partly in Asia and partly in Europe, has unveiled the first tunnel in the world connecting two continents. The tunnel is below the famed Bosphorus Strait and fulfills the dream of a sultan who lived 150 years ago. But its expense is fueling anti-government sentiment. Supporters of the tunnel hope anger over its cost will disappear when Istanbul's 15 million residents see how it eases the city's traffic gridlock. Thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vừa ra mắt đường hầm đầu tiên trên thế giới, nối liền hai châu lục Âu Á. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra bất bình với chính phủ vì chi phí xây dựng quá đắt đỏ. Những người ủng hộ công trình này thì nói nó sẽ giúp giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông. Tunnel là đường hầm. To unveil something nghĩa là ra mắt hay công bố một cái gì đó mới. To ease là làm giảm bớt hay làm dịu đi. Traffic gridlock là ùn tắc giao thông, kẹt xe. Có một thành phố ở Na Uy mà quanh năm người dân không thấy được ánh mặt trời vì bị khuất núi. Bạn hãy xem họ đã làm gì để mang ánh nắng vào cuộc sống của mình nhé. And in Norway, a new connection with the sun for people in a small industrial town that had always lived in the shadows. Engineers have installed three giant reflecting mirrors on the mountains above the town of Riekon, where 3,000 people live along the floor of a narrow valley where the sun never shined. The computer-controlled mirrors are designed to follow the sun's path throughout the year and redirect its rays down upon the city. What's more, solar-powered cells will see to it that the mirrors are automatically washed and adjusted for the best reflection. Ở đây người ta đã lắp ráp những tấm gương phản quang khổng lồ có khả năng quay theo hướng mặt trời để lấy ánh nắng rọi về thành phố. Điều hay là những tấm pin năng lượng mặt trời có thể giúp gương tự động rửa sạch và điều chỉnh để phản chiếu ánh sáng tốt nhất. To reflect nghĩa là phản chiếu, phản xạ hay dội lại. Solar powered cell là pin năng lượng mặt trời hay tế bào quang điện. Thành ngữ see to it that đồng nghĩa với make sure that, nghĩa là kiểm tra hay làm một điều gì để chắc chắn rằng một điều khác xảy ra. Connection thường xuất hiện trong thành ngữ in connection with somebody something, có nghĩa là liên quan đến ai đó, việc gì. Chinese police have detained five suspects in connection with a car crash that killed several people on Tiananmen Square. Trái nghĩa với connect là disconnect. Research shows that although rhino horn consumers in Vietnam are aware that many animals are being killed, they still feel very disconnected from the issue. Tính từ well connected dùng để chỉ một người nào đó có người thân hay bạn bè giàu có, nhiều quyền thế. Rights groups are concerned that massive construction projects in this area
would fuel land grabs and benefit only well-connected businessmen. Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại bạn trong bài học lần tới.